Chào bà con nông dân. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng thuốc trừ sâu Armani 70W pé hiệu quả để diệt trừ ốc bươu vàng, giúp bà con bảo vệ mùa màng. Như bà con đã biết, ốc bươu vàng là loài gây hại nguy hiểm, phá hoại mùa màng, đặc biệt là lúa. Armani 70W pé là sản phẩm chuyên trị ốc bươu vàng, giúp bà con yên tâm canh tác. Để sử dụng Armani 70W pé, bà con cần chuẩn bị bình phun, nước sạch và đương nhiên là thuốc Armani 70W pé. Nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ sức khỏe nhé. Đầu tiên, pha thuốc Armani 70W pé theo hướng dẫn trên bao bì. Thông thường, pha một gói Armani 70W pé với 20 lít nước, khuấy đều cho thuốc tan hoàn toàn. Sau khi đã pha, phun đều thuốc lên khu vực có ốc bươu vàng, nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun lúc nắng gắt để đạt hiệu quả tốt nhất. Armani 70W pé có tác dụng nhanh. Chỉ sau vài ngày, ốc bươu vàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, cây trồng sẽ phục hồi. Quan trọng là sau 7 đến 10 ngày, bà con nên kiểm tra và phun lại một lần nữa để diệt trừ triệt để ốc bươu vàng, tránh tình trạng chúng quay trở lại gây hại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho bà con trong việc phòng trừ ốc bươu vàng. Nhớ truy cập website dieplant.vn để tìm hiểu thêm về các sản phẩm bảo vệ cây trồng khác. Chúc bà con bội thu! Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.